Hi, xin chào tất cả các bạn. Trong clip ngày hôm nay thì tôi đưa các bạn đi tìm hiểu một cái cây thuốc. Thật ra thì cây thuốc này ngày trước tôi cũng đã có một cái clip rồi, giới thiệu rồi. Tuy nhiên rằng thì trong cái quá trình mà các bạn, các anh chị xem ấy thì có một số anh chị, một số bạn để lại một số những cái dòng bình luận bảo rằng là cây này là không phải là cây mật gấu. Thì hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi trực tiếp để mà cho các bạn xem cây này là có phải là cây mật gấu hay không. Nói rằng là cây mật gấu hay còn gọi là cây hoàng liên ozo ấy thì ở đồng bào người Dao chúng tôi dùng rất là nhiều. Không biết là chỗ các bạn có dùng hay không, nhưng mà chỗ tôi thì dùng khá là nhiều và dùng khá là phổ biến. Thì hôm nay tôi tiếp tục đưa các bạn đi cùng tôi đi tìm hiểu xem là cây này nó như thế nào, nó có phải là cây mật gấu hay là cây hoàng liên ozo hay không. Thì để mà biết được thì mời các bạn cùng theo chân tôi đi lên rừng. Đây, hôm nay tôi đang cầm con dao, đây con dao mèo này. Đấy, các bạn có thể thấy con dao mèo. Rồi, không giới thiệu về con dao nữa, tôi đưa các bạn đi cùng tôi đi lên rừng xem cây này. Tại vì là tôi cũng đọc được nhiều những dòng bình luận của nhiều người ấy, thì họ bảo rằng là cây này là không phải là cây mật gấu. Thì thật ra là cái cây mật gấu hay còn gọi là hoàng liên ozo ấy thì nó có hai loại nhé các bạn nhé. Một loại ở Nam, một loại là ở Bắc. Cái cây hoàng liên ozo ở chỗ tôi thì cũng gọi là cái cây mật gấu. Đây, tôi phải nói cho các bạn biết, vì là nhiều người cứ xem clip xong là bảo là cây này không phải là cây mật gấu. Cây mật gấu nó khác, mỗi một địa phương, một khu vực chúng ta có một cái cách gọi khác nhau, đúng không nhỉ? Cho nên là tôi thì cũng không quan trọng lắm cái tên gọi, chỉ muốn biết rằng là cây này là chính xác là nó chữa được bệnh. Đấy, có một loại cây mật gấu Nam ấy, cây mật gấu Nam thì lá của nó dạng dạng như này này các bạn này. Đấy, lá của nó dạng dạng như này, nó rất là đắng. Đây, nó lá dạng như này này. Đây này. Nhưng mà cây này là không phải mật gấu Nam đấy các bạn nhá. Ở chỗ Bắc của chúng tôi thì không có. Tôi vẫn đang đi tìm xem là cây mật gấu kia là nó ở đâu. Bây giờ là rất là hiếm nha các bạn. Tại vì là nó cũng là thuốc. Cái cây này thì chúng tôi hay lên rừng tìm chặt xong là kết hợp với lại một số những cây thuốc khác nữa để mà đun nước tắm. Đấy, tôi sẽ đưa các bạn đi để cho các bạn biết được chính xác cây đấy là cây gì. Ngày trước tôi đã có một cái clip tôi giới thiệu rồi đấy. Đây còn có cả cái cây khúc khác này các bạn này. Đây. Đấy. Đây chính là cây khúc khác đấy. Củ của nó ở dưới. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ không nói về cây đấy, mà chủ yếu tôi muốn đưa các bạn đi cùng tôi đi tìm xem cái cây mật gấu kia nó như nào. Ở đây thì cũng gần nhà tôi thôi, cũng hơi khó các bạn ạ, tại vì là thật sự là cây này nó khá là hiếm. Ở chỗ tôi thì hiếm, không biết là chỗ các bạn còn hay không. Có lẽ là tôi phải qua lại. Cây này là dùng để chữa bệnh xương khớp này, chữa các bệnh về gan như kiểu là vàng da đấy, rất là tốt. Không có thật.
nhiều bạn bảo tôi là nói xạo. Nên nếu mà các bạn không tin tưởng tôi ấy, các bạn có thể vào trong internet khám phá và tìm hiểu. Tôi đã thấy một cây các bạn ạ. Tìm cây thuốc thì không phải là dễ tìm đâu. Đây, cái hôm nay để con rào đây đã. Ôi dồi, nhiều gai thế. Đấy, xin chào các bạn. Đây, cái cây thuốc mà tôi muốn nói, tôi muốn giới thiệu đấy. Cái này nó bé tí không em ạ. Đây, đây chính là cây mật gấu, hay còn gọi là cây hoàng liên ô dô nhé các bạn nhé. Màu vàng này, rất là đặc biệt. Và cái cây này thì nó rất là đắng nha các bạn. Đó, đấy các bạn thấy chưa, ở trong cây của nó đã rất là vàng này. Đặc điểm nhận biết cây mận gấu này thì nó thân cây ở bên trong nó vàng nhé các bạn. Rồi các bạn, một cái nữa, các bạn xem lá của nó này. Đây, lá của nó như thế này đây các bạn này. Không biết là các bạn có nhìn rõ không? Đấy, cái cây này thì nếu mà nó trưởng thành ấy, nó trưởng thành thì nó có thể cao từ 4 đến 6 mét nhé các bạn. Cây này bây giờ khoảng độ 30 phân, 30 cm. Nhưng mà nó trưởng thành là nó khoảng từ 4 đến 6 mét. Thậm chí có những cây nó khoảng 7 mét ấy, nó rất là cao và rất là to. Dáng lá của nó này các bạn này, dán lá kép hình lông chim lẻ này các bạn này. Đây chính là cái đặc điểm nhận biết cây mật gấu này. Các bạn có thể thấy là nó dạng lá nó hình kiểu hình lông chim này các bạn này. Và những cái viền này nó có những cái các gai này các bạn này. Đấy, có những cái gai. Xong là thân của nó là màu vàng các bạn ạ. Một cái nữa, cái cây này thì khi mà đến mùa ấy thì nó thường ra hoa màu vàng ở trên ngọn này này. Nó ra hoa màu vàng xong nó mọc quả. Quả thì nó dạng tầm khoảng cái hạt này ý dĩ ấy. Không biết là chỗ các bạn đã từng có nhà nào trồng cái cây ý dĩ chưa? Nhưng mà chỗ tôi thì ngày trước hay trồng. Thì các bạn có thể tưởng tượng rằng cái quả của nó mọc thành từng chùm như kiểu hạt ý dĩ. Đấy, và khi mà còn non thì nó đang ở chế độ màu xanh, còn khi chín thì nó sẽ màu tím tái. Đấy, đây là một số những cái đặc điểm mà nhận biết cái cây mật gấu này. Và một cái nữa tôi muốn nói để ở đây chính là cái tác dụng của cái cây này này. Ngày trước tôi đã từng có một cái clip nói về cây mật gấu rồi, tuy nhiên rằng là nhận được khá nhiều lời bình luận trái chiều. Hôm nay tôi quyết định tôi làm thêm một cái clip nữa để chứng minh cho bạn. Hôm nay tôi quyết định làm thêm một cái clip nữa để cho các bạn biết được chính xác cái cây này là nó như thế nào. Đấy, đây chính là cây mật gấu này. Tác dụng của cây này thì người dân địa phương của chúng tôi ở đây hay dùng để chữa những cái bệnh xương khớp này, bệnh viêm gan B nhé các bạn nhé. Nói chung là những cái bệnh về gan thì chúng tôi hay dùng cái này. Còn chúng tôi hay lên rừng để mà hái chặt những cây này này. Đây, ngày trước cũng đã từng chặt rồi. Đây, chặt những cây này kết hợp với một số những cái cây khác. Một số những cái cây khác chúng ta đun nước để mà tắm. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ nói sâu hơn những cái công dụng của nó.
Thì chúng tôi thì hay dùng để mà điều trị những cái bệnh xương khớp này, ỉa chảy, viêm gan, kiểu vàng da ấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng cái này để mà điều hòa huyết áp. Đấy, chúng ta dùng cái này, dùng cái cây mận gấu này để mà điều hòa huyết áp, nó rất là tốt này. Những cái đối tượng mà sử dụng cái cây này ấy, thì những cái trường hợp mà chúng ta mắc bệnh tiểu đường thì dùng được cái này này. Và những cái bệnh nhân huyết áp cao ấy, chúng ta cũng dùng cái này nó rất tốt này, dùng cây này rất tốt. Và những cái đối tượng mà bị đau dạ dày, chúng ta cũng có thể dùng cây này nó rất là hiệu quả này. Và những cái trường hợp, những cái đối tượng chúng ta men gan cao ấy, và xơ gan, viêm gan B hoặc là viêm gan C, thì chúng ta cũng dùng cái cây này nó rất là hiệu quả này, rất là tốt này. Những cái thường xuyên, những cái đối tượng mà chúng ta hay tiếp xúc với bia rượu nhiều ấy, thì cái này nó cũng có tác dụng là giải rượu một phần nào đấy. Và những cái trường hợp mà bị sỏi mật, chúng ta cũng có thể dùng cây này nhé các bạn. Và ở chỗ tôi thì dùng trị những cái trường hợp mà bị đau lưng do cái thoái hóa xương khớp này, sưng đau khớp, chúng tôi cũng hay dùng cái này đấy. Và bệnh nhân béo phì này cũng sử dụng cái cây này nhé các bạn này. Cây này thì thật ra nó rất là nhiều những cái công dụng đây. Những cái đối tượng là bị ho lao này, khạc da máu, chúng ta cũng dùng cái này nhá. Hay là bị mất ngủ này, đau nhức nửa đêm ấy, hay là những cái đối tượng hay bị đi ngoài này, viêm da dị ứng, viêm gan, vàng da, mắt sưng đỏ, đối tượng bị mụn nhọn trứng cá, mụn trứng cá, mụn nhọn ấy, thì chúng ta cũng dùng cái cây này nó rất là tốt này các bạn này. Ví dụ như là những cái trường hợp mà bị đau mỏi xương khớp ấy, thì chúng ta mỗi ngày chúng ta có thể dùng khoảng 20 gram cái lá cây này này. Đấy, mỗi ngày chúng ta dùng khoảng 20 gram, chúng ta sắc uống trong thời gian khoảng 2 tháng nha các bạn. Đấy, một ngày chúng ta uống 2 lần cái cây này này. Chúng ta trong tầm thời gian khoảng 1 tháng rưỡi, 2 tháng thì nó sẽ cho chúng ta hiệu quả về cái vấn đề mà nhức mỏi xương khớp đấy. Còn cái thứ hai nữa về cái vấn đề mà điều trị vàng da ấy, điều trị vàng da hoặc là men gan cao thì chúng ta dùng 50 gram. Và một cái nữa mà chúng ta nếu mà muốn kiềm chế cái lượng đường trong máu ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng từ 50 đến 60 gram cái lá mật gấu khô với 1 cái lít nước, có thể nấu loãng để thay nước uống hàng ngày đấy. Đây này, cái cây này này. Thật ra thì cây này nó mình dùng nhiều nó rất là tốt cho sức khỏe. Chúng ta chỉ cần đun nước uống hàng ngày, nó có thể giúp thanh nhiệt này, giải độc, và đặc biệt là rất tốt khi uống giá rượu này. Ngoài ra bạn có thể ngâm rượu với cái cây mật gấu này. Sau khi bạn rửa sạch cây mật gấu này và cho vào sắc, thì đun sôi cái cây mật gấu này với nước theo tỷ lệ 20 gram trên 1 lít nước trong khoảng thời gian 15 phút rồi bắc xuống. Nước này thì có thể dùng được thay thế nước uống hàng ngày. Vâng, tôi hy vọng đây là một số những cái thông tin hữu ích để cho các bạn bảo vệ cái sức khỏe của chính mình cũng như là bảo vệ sức khỏe của cả gia đình. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi cái clip này. Nếu mà mọi người thấy cái clip này hữu ích thì vui lòng để lại một like, đồng thời là để lại những dòng bình luận ở phía dưới để cho tôi biết được là những cây này ngoài cái tác dụng tôi vừa nói thì nó còn có thể chữa được những cái bệnh gì, hoặc là nó không chữa được những cái bệnh mà tôi vừa bảo, thì tôi mong sao là các bạn góp ý cho tôi. Và đừng quên chia sẻ cái clip này cho nhiều người cùng xem hơn nữa, và nhớ bấm nút đăng ký ở phía góc phải này để mà được cập nhật những cái clip mới nhất nhá. Xin chào.